Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Trong video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi Teyuku tiếp bản tiếp theo. Phiên bản tiếp theo đây các bạn. Đó là ngày 19 tháng 4 năm 2020, 2023. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò này. Ok. そう簡単に行くか。 なかなか。 Not bad. Thank you.
そうはいかない。確かに名前があった方がかっこいいかも。今度は、ゴジータだ。Round 1. Fight.